Thời gian qua, tình trạng xả rác thải, lấn chiếm kênh rạch, cửa xã trên địa bàn các quận, huyện vẫn liên tục diễn ra dù các ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần lên kế hoạch và có giải pháp ngăn chặn. Trước thực tế này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý năm tuyến kênh có chức năng tiêu thoát nước chủ yếu cho khu vực nội thành. Năm tuyến kênh bao gồm kênh Hy vọng thuộc quận Tân Bình, từ vành đai sân bay đến kênh Tham Lương Bến Cát, rạch xuyên tâm thuộc địa bàn quận bình thạnh gò vấp đoạn từ kênh nhiêu lộc đến sông vàm thuật rạch nhảy ruột ngựa thuộc quận 8, đoạn từ đầu tuyến kênh đến kênh tàu hủ rạch bầu châu thuộc địa bàn quận 6 và quận tân phú rạch bình thái thuộc quận thủ đức đoạn từ ngã tư bình thái đến rạch đào đây là 5 tuyến kênh rạch tồn tại khu dân cư dọc trên kênh rạch có tình trạng xả rác và ô nhiễm môi trường Do vậy, Sở Xây dựng kiến nghị lãnh đạo thành phố phân công cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng các sở ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện nơi có tuyến kênh rạch đi qua tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ các hành vi lấn chiếm làm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Sở Xây dựng thành phố sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện việc nạo vét, duy tu bảo dưỡng hệ thống sông, kênh rạch và hệ thống thoát nước từ nay đến năm 2020 làm cơ sở bàn giao cho các quận, huyện, phường, xã, thị trấn quản lý. Ngoài ra, Sở Xây dựng thành phố cũng tham mưu việc chọn từ 3 đến 5 quận huyện để tập trung các giải pháp, nguồn lực giải quyết dứt điểm việc lớn chiếm kênh rạch, cửa xã, các điểm đen về xả rác, thay vào đó là xây dựng khu vực thành những điểm sinh hoạt cộng đồng, các khu vui chơi cho cộng đồng dân cư. Qua khảo sát, có thể chọn các quận 6, 7, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp để thí điểm thực hiện.